Thân mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video, mình chia sẻ những kinh nghiệm của mình nha các bạn. Thì đề tài là chia sẻ về trồng cây dưa leo nha các bạn ha. Thì cái chủ đề này thì hồi nãy mình đang cắt cỏ bên đây nè các bạn. Thì có ông anh ở Cần Thơ các bạn, ông anh này ông điện mình là ông hỏi là cây dưa leo của anh ấy là bị vàng lá, cũng như là nó bị trái dưa leo nó bị cong nhiều các bạn. Cong nhiều trên một cái thân á, trên một cái vườn á, thì hỏi có cách nào khắc phục hay là không. Thì mình cũng chia sẻ cho nó những cái kinh nghiệm của mình á, thì sẵn ở đây thì chia sẻ cho các bạn, làm video chia sẻ cho các bạn luôn. Thì bạn nào có trường hợp gặp thì các bạn có thể là tham khảo ha. Ở đây mình chia sẻ cho các bạn tham khảo nha các bạn. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ nói về cái bệnh vàng lá. Thì bệnh vàng lá thì mình chia sẻ rất nhiều rồi. Thì mình có thể là xịt cái thằng Nativo cộng với thằng Antracon á, mình xịt trên cây dưa leo á, là nó đã giảm cái vàng lá rồi các bạn. Và các bạn có thể xịt phòng. Hai nữa là bạn có thể là sử dụng thằng Insuran ha, thì cộng với thằng Nativo thì xịt thì là ok rồi. Còn riêng mà cái phần mà cái trái nó bị cong các bạn, thì mình ở đây thì mình góp ý cho các bạn là nó giảm đến mức độ là thấp nhất thôi. Chứ mà nói mà trên một cái vườn dưa leo mà nó không có trái cong thì thật sự là không có các bạn. Kể cả những anh các chú mà làm chuyên nghiệp luôn á. Thì nếu như là cái cách của mình á, thì mình xin chia sẻ nè. Thì đầu tiên là cái cây mình nói thẳng là cái nguyên nhân của nó là cái cây nó không có được sung, với lại nó bị vàng lá này nọ đó. Thì nó làm cho cái cây dưa leo của mình đó các bạn, thì nó bị trái cong các bạn, nó làm cho mình bị mất giá. Thì cái cách khắc phục á là khi mà cái cây dưa leo của mình các bạn mà nó mới trổ bông các bạn, thì các bạn nên bón phân cho nó. Ví dụ như các bạn trồng vào cái mùa mưa á, thì các bạn là nên bón phân 20-15 nha các bạn ha. Còn nếu như các bạn trồng mùa nắng á, thì các bạn có thể là bón những cái loại phân thường cũng được. Ví dụ như là 16-16-8 bằng cộng với thằng DAB là bạn bón là được rồi. Hoặc các bạn có thể tưới riêng cái thằng DAB không là cũng được, là bảo đảm cái lượng đạm cho nó để cho cây nó phát triển. Với lại thứ hai là bạn phải khi mà trái của mình là mà nó ra trái những cái nhánh chèo thì các bạn nên ngắt đọt lại cho nó tập trung nó nuôi cái trái. Và đồng thời các bạn phải xịt dưỡng cho nó. Thì xịt dưỡng cho nó thì các bạn có thể là xịt dưỡng cái thằng Atonit nè, cộng với những cái dòng phân vi lượng có chứa vi lượng cao. Tại vì cái ở dưới gốc mình đã bón những cái loại phân mà nó có chứa vi lượng cao rồi. Ví dụ như là DAB này nọ đó, là cái dưỡng chất nó cũng đạm, nó cũng đã đầy đủ rồi. Mình bây giờ mình chỉ bón thêm là cái phân bón lá mà cộng với thằng Atonit nha mọi người ha. Thì thuốc mình có để trên màn hình cho các bạn xem đó. Bạn chọn những cái dòng phân bón lá nào cũng vẫn được, nhưng mà nó chứa những cái vi lượng cao. Ở đây thì mình có đề xuất trên màn hình cho các bạn tham khảo ha. Thằng Borurin nè các bạn, cộng với thằng Atonit, thì bạn xịt trên cái cây dưa leo, bạn xịt dưỡng thì khi mà bạn xịt dưỡng thì cái cây dưa leo mình nó sẽ hấp thụ, thì nó sẽ giúp cho cái cây dưa leo của bạn là nó trái nó thẳng hơn, nó suông hơn, bán được cái giá nó lợi nhất nó nhiều hơn. Còn những cái loại 2, cái loại 3 thì nó sẽ giảm và nó thấp nhất nha mọi người ha. Thì đó là những cái kinh nghiệm của mình chia sẻ cho các bạn. Thì mong rằng là các bạn là xem video là với cái tinh thần là tham khảo nha, chứ mình là không kêu các bạn là phải làm theo mình nha mọi người ha. Và tại vì thì ở đây mình chia sẻ trên kênh của mình thì bạn nào nghe được nghe, chứ mà các bạn mà làm theo là không được rồi các bạn lại trách mình nữa. Ở đây thì mình xin chia sẻ với mức độ là tham khảo mọi người tham khảo ha. Vì có rất nhiều anh chị cũng như là cô chú trồng độ nó rất là hay. Ở đây thì mình chỉ là chia sẻ kinh nghiệm riêng của mình thôi. Thì ở đây mình góp ý cho cái ông anh ở Cần Thơ đó. Thì các bạn nào thấy hay thì hãy like subscribe kênh của mình nha mọi người ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.